đề xuất gói tín dụng 110.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội. Hello các bác, tin nóng các bác ạ. Các bác biết thì đợt vừa rồi bất động sản thì bị đấm rất mạnh. Đấy, lãi suất thì tăng cao. Đấy, room tín dụng thì bị siết, pháp lý thì vướng mắc. Còn bây giờ thì đang dồn một đống nợ trái phiếu ở trên đầu thì không biết lấy tiền đâu để trả. Hôm trước họp thì các bác bảo là không cứu rồi. Bác bên trên bảo không cứu, ông nào làm thì tự chịu. Cái căn bản là thời gian qua thì các bố làm láo quá. Cùng một lúc mà thực hiện 50 dự án, lấy dự án trước lại thế chấp cho dự án sau. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại là bất động sản là cái ngành nó quan trọng bậc nhất trong nền kinh tế của chúng ta. Nó còn liên quan đến 270 ngành phụ trợ khác nhau nữa cơ, như là xây dựng, như là vật liệu xây dựng, rồi là chưa kể đến là công nhân, rồi là an sinh xã hội. Thì thôi thì con dạ để cái mang. Ngày hôm nay thì đưa cái đề xuất là hỗ trợ gián tiếp cho bất động sản bằng cách là xin cái gói 110.000 tỷ. Em thấy cái nước cờ này của các bác là khá là cao tay đấy. Tất nhiên là về mặt tác động thì nếu như cái gói này nó được thông qua thì nó sẽ là cái cú hích cho cái ngành xây dựng. Thì công nhân thì có việc làm, đấy, vật liệu xây dựng thì cũng có việc làm, nó sẽ thúc đẩy kinh tế đi lên. Còn nhìn về cái quá khứ của chúng ta, khi mà ngày xưa anh chị nhớ là có cái gói 30.000 tỷ để mà hỗ trợ nhà ở xã hội ấy. Nhưng các bác thì nhưng mà anh em làm thì lại chưa chuẩn, thì đâm ra là nhiều bác thì cũng lên đường. Thì đợt này thì chắc là phải theo dõi xem như thế nào, không biết là cái quan điểm của các bác như nào, để lại phần comment cho em biết nhé.